Câu lạc bộ Công an Hà Nội FC có cuộc thử lửa với câu lạc bộ Nam Định trong buổi chiều 6 tháng 2 trên sân Ninh Bình. Đây là trận đấu thứ hai của đội đương kim vô địch V-League từ khi huấn luyện viên Kiatisak Senermiwang tiếp quản ghế nóng. Trước đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đã thắng 3-2 trước câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Trận đấu giữa đội Công an Hà Nội FC và Nam Định đã khép lại với cơn mưa bàn thắng. 7 pha lập công đã được ghi trên sân Ninh Bình, trong đó phần thắng thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội FC với tỷ số 4-3. Lần lượt Văn Thanh, Tấn Tài và Gia Hưng, cú đúp đã điền tên lên bảng tỷ số. Bên cạnh việc ghi 7 bàn sau 2 trận gần nhất, tín hiệu vui với huấn luyện viên Kiatisak là Tấn Tài và Văn Thanh đều đã ghi bàn. Đây là bộ đôi trụ cột của câu lạc bộ Công an Hà Nội FC, sở hữu kinh nghiệm, sự dạn dày cũng như kỹ năng đa dạng. Bên cạnh đó, tiền đạo Văn Đức cũng trở lại, giúp chiến lược gia có biệt danh Zico Thái thêm lựa chọn trên hàng công. Câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đang gấp rút hoàn thiện lối chơi và thử nghiệm con người trước khi V-League trở lại. Dù mới cập bến câu lạc bộ Công an Hà Nội FC, nhưng huấn luyện viên Kiatisak được đánh giá là hòa nhập nhanh với đội bóng. Ông thân thiết với học trò cả trong lẫn ngoài sân cỏ, tạo ra bầu không khí dễ chịu trong phòng thay đồ. Huấn luyện viên Kiatisak khẳng định ông đang huấn luyện một đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Nhà cầm quân người Thái Lan chủ yếu rèn chiến thuật cho học trò, xây dựng lối chơi tấn công bắt mắt, đồng thời chỉnh sửa một số kỹ năng cơ bản để cầu thủ xử lý gọn gàng, hiệu quả hơn. Câu lạc bộ Công an Hà Nội FC sẽ trở lại guồng quay V-League vào ngày 18 tháng 2 với cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 9. Sau 8 trận, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC có 12 điểm, đang tạm xếp thứ 5. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Kiatisak là đưa đội đương kim vô địch sớm trở lại đường đua danh hiệu.